Dạ, con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con xin được giới thiệu mẫu chân nến cao 1m1 ạ. Mẫu chân nến cao 1m1 này thì có chiều cao phần chân đồng, cao cả nến thêm 25cm nữa. Tổng là 1m35 ạ. Cũng có thể vặn đến cái cốc này xuống 1m3 cũng được ạ. Đây là những cái dậu đây ạ. Toàn bộ dậu và hoa rất là đẹp và sắc nét luôn ạ. Những cái phần chi tiết như thế này ạ. Đây là cái ba cây này là được quý vị đặt con để trước bàn dâng lễ đấy ạ. Đây là cái đơn hàng nhỏ lẻ hôm nay con đóng cho quý vị mà quý vị đặt con cũng đã lâu lâu rồi đấy ạ. Thì hôm nay con đóng sẽ gửi đi luôn cho quý vị để kịp mừng lễ ạ. Chiều ngang của chân nến là 30cm, bên dưới là chùm nho và bức phù điêu rất là đẹp luôn ạ. Đây, màu bên ngoài còn đẹp hơn cả bên trong đấy ạ. Quý vị có nhu cầu thì alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.